Vâng, xin chào quý vị. Một trong những chủ đề mà được rất nhiều khách hàng quan tâm và yêu cầu chúng tôi sáng tạo đó là mẫu tranh đồng quê. Và tác phẩm này sinh động ở chỗ nào, khác biệt ở đâu, nó có điều gì đặc biệt thì tôi sẽ giới thiệu cụ thể chi tiết cho quý vị để chúng ta cùng thưởng thức. Tổng thể của bức tranh đồng quê này thì đi từ phải sang bên trái. Quý vị sẽ nhìn thấy đó là bên góc tay phải, mắt nhìn là có một cây đa cổ rất là lớn. Bên dưới cây đa là có rất nhiều những cái chi tiết rất là thú vị. Đó là có những cái bà mà ngồi bán bánh đa đang quạt cho mọi người, và có một bà đang cúi xuống để mua này. Cái lưng nó hơi võng xuống một tí và cái mông nó hơi đẩy lên. Có nghĩa là đây là một người cũng tương đối là trẻ chứ không phải là già, đúng không? Bởi vì cái sức sống của cái mông và cái sức sống của cái ngực nó phản ánh cái văn hóa của Việt Nam về cái sự sinh sôi nảy nở. Và bên cạnh đó thì có một ông thợ rèn đang rèn những cái này gọi là cái mai, bởi vì cái bản nó rộng để chọc xuống dưới đất. Cái sắc mặt của người thợ rèn rất là tươi, rất là vui, có nghĩa là người ta đang rất là đam mê với công việc, người ta rất là thà hồn và từng cái công việc của họ, người ta không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy chán nản. Và cảm thấy ở bên cạnh bác thì lại có những cái bà ngồi bán mấy chục trứng, và có một cái bà ấy đang rất là tất tưởi đúng không ạ, cái khuôn mặt rất là vui, bước chân rất là thoải mái để gánh cái gánh hàng ra ngoài chợ để bán. Có lẽ là bà này là đang gánh một cái gánh hàng bắp ngô đó. Đó cũng là một những cái vật phẩm rất là quê hương. Rồi có một cái bác ấy đang cắt tóc cho một cái người gọi là trung trung, cỡ khoảng 35-40 tuổi đó. Một cái kiểu đầu rất là quê hương Việt Nam. Cái nét mặt mà thư thái của cái người mà đang được ngồi tận hưởng ở dưới cái gốc cây đa như này, mình nhìn thôi mình cũng cảm nhận được là người ta đang rất là thoải mái, hạnh phúc với cái bầu không khí này. Và quý vị nhìn thấy đúng không ạ, sắc mặt của hai người rất là tươi vui, nhẹ nhàng và khoan khoái, cảm thấy rất là mãn nguyện với cuộc sống. Ở xa ở bên trên một chút, cái gánh đồ đội lên trên đầu để đem ra ngoài chợ. Rồi có một hai bà là ngồi ở ngay chỗ cửa đình bán mấy cái quả bầu, quả bí, rồi quả chuối, những cái vật mà rất là đồng quê như vậy, rất là hay.